Hello, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này mình sẽ chỉ các bạn cách chèn hình ảnh vào video, tức là kiểu như thế này. Đó, ví dụ các bạn có thể chèn logo vào video hoặc là một hình ảnh minh họa nào đó cho nội dung video chẳng hạn. Cách chèn rất đơn giản thôi, nhưng mà vẫn có một số người để lại bình luận và nhắn tin hỏi mình chỉ về cách làm. Nói chung là có một số bạn mới tập tành làm video, mới tập tành làm YouTube chưa biết cách làm, cho nên là mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn luôn. Xin chia sẻ cho các bạn 5 bước để kiếm ngay 100.000 đồng trong 10 phút từ điện thoại di động. Bước 1, hãy vào CH Play hoặc App Store tìm ứng dụng Momo cài đặt lên điện thoại. Bước 2, mở ứng dụng Momo lên, đăng ký tài khoản và số điện thoại. Bước 3, sau khi đã có tài khoản đăng nhập thành công, các bạn vào mục ưu đãi rồi nhập mã khuyến mại là 0968755839 rồi nhấn áp dụng. Bước 4, thực hiện liên kết ví Momo với tài khoản ngân hàng. Bước 5, nạp ít nhất 10.000 đồng vào ví Momo từ tài khoản ngân hàng đã liên kết. Hoàn thành 5 bước trên, các bạn sẽ nhận được ngay 3 thẻ quà tặng tổng giá trị 100.000 đồng. Các thẻ quà tặng này các bạn có thể sử dụng để mua thẻ cào điện thoại, thẻ game, thanh toán điện nước, trả góp, mua sắm trên Tiki, à đây rồi, vân vân, hoặc bất cứ thứ gì trên Momo. Hầu hết các ứng dụng chỉnh sửa video đều có thể chèn hình ảnh vào video các bạn nhé. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Camster và ứng dụng InShot để mà làm nhé. Bởi vì đây chính là hai ứng dụng chỉnh sửa video được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Cả hai đều có cả trên Android và iOS các bạn nhé. Rồi, trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên ứng dụng Camster nhé. Nếu bạn nào chưa biết ứng dụng này thì có thể xem lại video hướng dẫn chỉnh sửa video trên điện thoại bằng Camster nhé. Link của video đó sẽ có ở mô tả của video này. Bạn nào cần thì có thể vào xem nhé. Rồi, hãy cùng mở ứng dụng Camster lên nào. Rồi, để chỉnh sửa một video mới thì các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây. Lựa chọn tỷ lệ khung hình cho video. Video của các bạn kiểu chiều ngang thì các bạn chọn 16:9. Video theo chiều dọc thì các bạn chọn 96 nhé. Ở đây tôi sẽ chọn 16:9. Rồi, đến đây các bạn chọn video của các bạn thêm vào. Hoặc là nếu đang thoát ra như thế này, để thêm video các bạn nhấn vào phương tiện nhé. Đó, các bạn tìm đến video của các bạn thêm vào thôi. Ví dụ tôi sẽ làm video này nhé. Đây, đây chính là video gốc nhé, chưa được chèn hình ảnh nhé. Đó, rồi để chèn hình ảnh thì các bạn chỉ cần làm như sau, rất là đơn giản thôi. Trường hợp đầu tiên là các bạn chèn hình ảnh lên phía trên video thì các bạn chỉ cần làm như sau. Các bạn vào phần lớp nhé, sau đó các bạn chọn vào phương tiện. Rồi các bạn tìm đến hình ảnh mà các bạn muốn chèn vào. Hình ảnh các bạn lưu trong thư mục nào thì các bạn chọn vào thư mục đó nhé. Rồi các bạn chọn hình ảnh để chèn vào thôi. Ví dụ tôi muốn chèn hình ảnh này chẳng hạn. Đó, đã chèn vào đấy các bạn nhé. Đó là như vậy. Và hình ảnh chèn vào các bạn có thể chọn vào và để thay đổi kích thước, phóng to thu nhỏ, hoặc là xoay hình ảnh đấy nhé. Đó, nó như vậy, rất đơn giản. Hay là các bạn chạm vào hình ảnh để kéo thay đổi vị trí, muốn đặt hình ảnh ở đâu thì các bạn kéo vào vị trí đó thôi. Hoặc là các bạn có thể cắt xén hình ảnh, các bạn chọn vào lớp ảnh này, rồi các bạn chọn vào tính năng trông chọn nhé. Tại đây các bạn có thể cắt xén nhé, muốn lấy phần nào của hình ảnh thì các bạn kết, các bạn cắt như thế này. Đó, như vậy thôi. Sau nhé. Hoặc là các bạn có thể thay đổi hình dạng của hình ảnh, cũng chọn vào tính năng trông chọn. Nhưng mà các bạn bật phần mặt nạ lên, hình dạng đây. Ở đây sẽ có rất nhiều hình dạng các bạn có thể lựa chọn. Hình chữ nhật cắt góc, hình tròn, tam giác, các kiểu, hình trái tim, các kiểu đây. Đó. Ví dụ các bạn muốn chèn theo kiểu hình tròn chẳng hạn, chọn vào hình tròn. Sau đó là các bạn cũng tương tự kéo để thay đổi vị trí mà các bạn muốn chèn. Ví dụ các bạn muốn để như vậy chẳng hạn. Xong. Đó, bây giờ hình ảnh sẽ thành một hình tròn như vậy. Các bạn muốn để vào đâu, đặt vào đâu thì kéo vào vị trí đó thôi, rất đơn giản. Đó, như vậy thôi. Và các bạn muốn chèn hình ảnh vào đoạn video nào thì các bạn giữ tay vào lớp hình ảnh, sau đó các bạn di chuyển thôi. Muốn cho vào đoạn này thì các bạn đặt vào đây, đó. Hoặc là muốn các bạn có thể kéo dài ra. Ví dụ muốn chèn hết vào video thì các bạn kéo dài cho nó dài bằng video là ok. Để cho tổng quan các bạn có thể thu video này nhỏ lại, chạm tay vào hai bên màn hình, kéo nó nhỏ lại như thế này. Sau đó các bạn kéo
dài ra cho bằng video là ok. Đó, lúc này hình ảnh sẽ được chèn vào toàn bộ video của các bạn, đó là như vậy. Hoặc là các bạn muốn chèn logo chẳng hạn cũng làm tương tự. Ví dụ chèn logo này vào chẳng hạn, đó như vậy thôi. Chèn vào gốc video chẳng hạn, đó bởi vì có rất nhiều bạn muốn chèn logo vào video nhưng lại không biết làm thế nào thì chính là như vậy. Chèn vào các bạn kéo dài ra. Đó như vậy thôi, rất là đơn giản. Hoặc là các bạn muốn chèn hình ảnh vào giữa video, thay thế cho video luôn, thay thế cho một đoạn video nào đó chẳng hạn, thì các bạn làm như sau. Các bạn tìm đến đoạn nào mà các bạn muốn chèn hình ảnh. Ví dụ chèn tại đây chẳng hạn, các bạn chọn vào thanh video, chọn vào cái kéo, nhấn vào phân chia tại đầu phát. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào phương tiện, tiếp tục tìm đến hình ảnh các bạn muốn chèn vào. Ví dụ ảnh này chẳng hạn, đó. Với hình ảnh không phải để ở phần lớp mà để ở phần chính như thế này. Để phóng to các bạn cần phải làm như sau, chọn vào ảnh, chọn vào tính năng cạnh hình cây kéo này, các bạn nhấn vào dấu băng. Sau đó là các bạn chạm tay vào video, zoom nó to lại như thế này, zoom cho đầy màn hình là ok. Đó, như vậy thôi. Và các bạn có thể tùy chỉnh thời gian cho hình ảnh. Ví dụ ở đây. Ví dụ ở đây hình ảnh dài quá, nó chạy lâu quá thì các bạn kéo ngắn lại, thế thôi. Đó. Đó, trường hợp này là như vậy, nói chung khá đơn giản thôi. Rồi ok, sau khi các bạn đã chèn hình ảnh xong, chỉnh sửa xong, các bạn muốn lưu video về, xuất video về máy thì các bạn nhấn vào dấu mũi tên ở góc video này nhé. Rồi ở đây các bạn chọn độ phân giải cho video và chọn tỷ lệ khung hình cho video. Độ phân giải và tỷ lệ khung hình càng cao thì sẽ càng nét thôi, nhưng mà thời gian xuất về nó sẽ lâu hơn và bộ nhớ của video sẽ lớn hơn, video nặng hơn, kiểu như vậy. Chọn cái nào thì chọn vào, ở đây cũng như vậy. Chọn càng cao thì video càng nét. Sau đó các bạn nhấn vào AirPods để xuất video về, rất đơn giản thôi. Rồi, đó chính là đối với ứng dụng Kymaster, các bạn sẽ làm như vậy. Còn đối với ứng dụng InShot cũng rất đơn giản thôi. Các bạn mở ứng dụng InShot ra. Để chỉnh sửa video, các bạn nhấn vào video của. Sau đó các bạn nhấn vào mới ở đây để mà tạo một video mới. Chọn video mà các bạn muốn chỉnh sửa. Ví dụ tôi chọn video này chẳng hạn. Sau đó nhấn vào dấu tích V ở đây để mà thêm vào chỉnh sửa. Xong. Đối với ứng dụng này, để chèn hình ảnh vào các bạn làm như sau. Các bạn chọn vào tính năng nhãn dán ở đây nhé. Đến đây các bạn có thể lựa chọn các biểu tượng nhãn dán ở đây để mà chèn vào, hoặc là muốn sử dụng hình ảnh của các bạn, hình ảnh hoặc là logo của các bạn thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng hình ảnh này. Đến đây các bạn nhấn vào dấu cộng. Rồi cũng tương tự các bạn chọn hình ảnh để cho vào thôi. Ví dụ tôi chèn logo này chẳng hạn. Đó cũng tương tự ở đây. Các bạn có thể chỉnh sửa. Các bạn có thể nhấn vào đây mũi tên hai chiều này để mà thay đổi kích thước cho hình ảnh. Và các bạn cũng có thể kéo để mà thay đổi vị trí. Đó như vậy thôi, rất đơn giản. Chèn xong các bạn nhấn vào dấu tích V đấy để lưu lại. Cũng tương tự các bạn có thể kéo dài nó ra. Muốn chèn hết thì các bạn cứ kéo hết video nhé. Nói chung như vậy thôi. Hoặc là các bạn cũng có thể di chuyển nó. Muốn chèn vào đoạn nào của video thì các bạn di chuyển đến đoạn đó, nó như vậy thôi. Nói chung là không có gì khó khăn cả. Rồi, sau khi đã chỉnh sửa xong, nhấn dấu tích V lưu lại. Đó, sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong, muốn lưu video về thì các bạn nhấn vào lưu ở đây để xuất video về thôi. Tiếp tục nhấn lưu, chọn độ phân giải, chất lượng. Đó, sau đó là các bạn chờ thôi. Hiện quảng cáo thì các bạn tắt đi. Đó, bây giờ các bạn chờ thôi. Khi nào mà 100% là ok, video đã được xuất về. Đó, nó như vậy thôi. Video xuất về nó được lưu ở đâu? Rất đơn giản thôi, các bạn cứ vào file của bạn. Các bạn có thể vào video để mà xem, hoặc là vào thư mục chi tiết thì các bạn vào bộ nhớ trong, hoặc là thẻ nhớ thì tùy nơi các bạn lưu. Video xuất từ ứng dụng InShot sẽ được lưu trong thư mục InShot thôi. Còn video xuất từ ứng dụng Kymaster, lưu từ ứng dụng Kymaster sẽ nằm trong thư mục Kymaster thôi. Đây. Và nó nằm trong thư mục AirPods nhé. Đó, nó như vậy thôi. Rồi ok, video này chỉ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để luôn nhận được những video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.